Xin chào các bạn, mình tên là Thuy. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết về thị trấn Korsnäs. Thị trấn Korsnäs thì nằm ở trên dải duyên hải thuộc vùng của Österbotten. Thị trấn Korsnäs thì có nổi tiếng về những doanh nghiệp lớn và nhỏ, và đặc biệt là họ rất là nổi tiếng về có rất là nhiều nhà kính để trồng trọt quanh năm. Và ở đó họ cũng có nổi tiếng nữa hơn nữa là vì có chiếc áo len đặc biệt của nơi vùng này. Korsnäs là một thị trấn nói hai ngôn ngữ, tiếng Thụy Điển và tiếng Phần Lan. Nhưng ở đây không chỉ có hai ngôn ngữ đó mà còn là một nơi thị trấn có vẻ đa văn hóa. Tại sao Thủy nói như vậy là bởi vì là ở Korsnäs có rất là nhiều người dân nhập cư từ các vùng miền của các vùng miền đã tới đây để sinh sống, cho nên mình có thể gọi là Korsnäs là một vùng đất có đa văn hóa. Korsnäs thì có những cái làng rất là thú vị khác nhau, cho nên mình sẽ kể lại cho các bạn nghe những cái làng ở trong vùng của thị trấn Korsnäs. Tại Molopia thì có tại Molopia và Korsnäs, Korsnäs Chirby và Đắk Lắk và Haastrom thì có những cái trung tâm cho sinh hoạt cho các thanh thiếu niên và người lớn tuổi ở đó. Họ thường tổ chức các buổi gặp gỡ vào buổi tối và những ngày cuối tuần. Ở làng nhà thờ của Korsnäs và Molopia và Đắk Lắk thì đều có các trường học cấp 1. Trường học cấp 1 ở đây có nghĩa là tiểu học, và các em học sinh sẽ đi học bắt đầu từ lứa tuổi 6 tuổi cho tới 12 tuổi. Vào những buổi tối thì những trường học này có thể được sử dụng thành những buổi gặp gỡ, những nơi để được gặp gỡ, hoặc là cho mọi người có thể học những khóa học ngắn vào buổi tối cho các sự kiện. Ở Haastrom thì có một nhà trẻ, và ở nhà trẻ thì cũng có ở Korsnäs và Molopia nữa. Ở Korsnäs của chúng tôi thì cũng có nhà thờ. Nhà thờ được giáo hội Luther sử dụng, và giáo hội Luther nhà thờ này đã được thiết kế bởi C.L. Enge và đã được xây dựng vào năm 1830. Nhà thờ rất là lớn và có những cánh cửa sổ rất là cao, cho nên ánh sáng ở trong nhà thờ thì rất là tuyệt vời và rất là kỹ xảo và rất là đẹp, bởi người thiết kế thật là tuyệt vời. Các buổi hòa nhạc cũng được tổ chức và biểu diễn ở trong nhà thờ. Nhà thờ của giáo hội Luther thì có sinh hoạt cho tất cả các nhân dân ở trong Korsnäs và dành cho tất cả mọi lứa tuổi. Ở trong Korsnäs của chúng tôi thì cũng có viện bảo tàng địa phương và viện bảo tàng của giáo hội, và cái đặc trưng của chúng tôi là áo len của Korsnäs. Giáo hội khi mà mình đi từ bên nhà thờ thì đối diện sang bên trước mặt là khuôn viên của viện bảo tàng. Viện bảo tàng thì đã được thành lập từ rất là lâu rồi, và viện bảo tàng này trước khi thành lập thì đó là một nông trại của một người chủ nông dân, một người nông dân. Trong đó thì có những phòng dệt lớn và có những cái thời cổ xưa còn được tích lũy lại, và nhất là lịch sử về chiếc áo len cũng có được trưng bày ở trong đó, và những cái lịch sử về quần áo của thời xa xưa của vùng miền của chúng tôi cũng được trình bày ở đây. Tại đây thì chúng tôi cũng có trưng bày chiếc áo len, các loại của Korsnäs, áo len mới và áo len cũ. Tại sao nói nhiều đến áo len thế là bởi vì áo len có một nét đặc trưng riêng và có một màu sắc rất là đa màu sắc và rất là đẹp. Và ở Korsnäs thì các áo len này ấy thì sẽ phân loại ra của từng làng một. Mỗi làng sẽ có một ký hiệu kết cấu khác ở trên cái áo len của mình. Và thời gian để dành làm cho một chiếc áo len này hoàn toàn là bằng thủ công nhé các bạn. Cho nên là một cái áo len này có thể đan hoặc là móc, và chất liệu len do của người Korsnäs làm ra, cho nên là nó có thể mất thời gian khoảng chừng
chừng là một năm thì một chiếc áo len mới có thể xong được. Bảo tàng của giáo hội ở Korsnäs thì cũng nằm ở trong cái khuôn viên của viện bảo tàng đó và được chính thức khai trương vào năm 1982. Ở trong đó thì có những cái lịch sử về cổ xưa, khi mà một linh mục sinh sống như thế nào của thời cổ xưa vẫn còn được duy trì cho tới ngày nay. Và ngoài cái khuôn viên của bảo tàng đó thì ở bên ngoài cái khuôn viên sân ấy thì rất là đẹp, có cỏ cây hoa lá, có những đường mòn để mọi người có thể đi bộ để ngắm cảnh. Và vào mùa hè thì chúng tôi thường có hướng dẫn viên du lịch có mặt ở đây để có thể giải thích cho các bạn biết rõ hơn về cái viện bảo tàng này nó như thế nào. Và chúng tôi thường có mời cà phê và ăn bánh ngọt, cho nên các bạn có thể tới đây để thưởng thức những cái thời gian thật thích thú đó vào mùa hè. Và ngoài ra thì ở viện ở Korsnäs thì cũng có tổ chức các bữa hội, các hội chợ vào mùa hè hoặc là những cái thời gian đặc biệt ở khu vực, ở khu viện bảo tàng này. Ngoài ra thì ở Korsnäs cũng có một khu vực khai thác mỏ cũ. Khu vực khai thác mỏ thì nằm ở phía bắc của làng nhà thờ. Khi chúng ta đi từ làng nhà thờ ra phía bắc thì chúng ta sẽ tới khu khai thác mỏ. Và cái khu khai thác mỏ này thì đã là một thời nổi tiếng vào thập niên 60 và 70. Ở đó có những câu chuyện rất là hay và gợi lên những cái nỗi nhớ về cái thời gian đó. Nếu các bạn muốn xem biết kỹ hơn về khu vực khai thác mỏ tại Korsnäs thì các bạn có thể xem ở trong quyển sách của Korsnäs đã được xuất bản vào trong năm 2008. Trong quyển sách đó thì có kể kỹ hơn về khu vực khai thác mỏ. Khu vực khai thác mỏ này ấy, thì hiện giờ không có hoạt động nữa, nhưng mà vẫn có những cái đường mòn để cho các bạn có thể đi bộ hoặc là dã ngoạn ở trong khu đó. Ở Korsnäs của chúng tôi thì có thư viện và có một chiếc xe buýt di động là thư viện di động. Thư viện ở Korsnäs thì mở cửa hàng ngày và các bạn có thể tới đó đọc nhật báo hoặc là mượn sách hoặc là trao đổi, tìm hiểu những cái vấn đề gì liên quan tới tin tức và sách báo. Ở Korsnäs, thư viện của Korsnäs của chúng tôi thì cũng có tổ chức các buổi gặp gỡ để cho các bạn có thể gặp các tác giả, các nhà văn để mình có thể trao đổi. Và ở thư viện này ấy, thì là miễn phí cho tất cả mọi người, nhân dân có thể sử dụng được. Ở Korsnäs của chúng tôi thì cũng có học viện nhân dân, có nghĩa là chương trình khóa học ngắn vào buổi tối thực hiện bởi MI và Legato. Có nghĩa là khi ở Korsnäs thì vào mùa thu cho tới mùa xuân hàng năm thì thường là mọi người có tham gia những khóa học ngắn hạn vào buổi tối. Ví dụ như là chúng ta không biết về ngôn ngữ, chúng ta muốn học thêm ngôn ngữ thì có thể học ngôn ngữ, thể dục thể thao, âm nhạc hoặc là nấu ăn, hoặc là cách thức để làm một cái việc gì đó. Thì tất cả những người nhân dân có thể tham gia học những môn học đó qua các khóa học ngắn hạn. Nếu như các bạn muốn biết thêm về các khóa học ngắn hạn này ấy, thì các bạn có thể liên hệ với thư cô, thư văn ở trên văn phòng của MI, thì lúc đó các bạn sẽ biết được nhiều thông tin hơn. Và học viện Legato về bên âm nhạc thì cũng có tổ chức dạy cho các thanh thiếu niên về âm nhạc. Cho nên nếu mọi người nào mà muốn học về âm nhạc thì cũng có thể liên hệ với lên trên Legato để có thêm những cái thông tin hữu ích. Ở Korsnäs chúng tôi thì có khu vực thể dục thể thao rất là lớn. Khu vực đó thì nằm cạnh trường học của cấp 1 của Korsnäs ở làng nhà thờ. Khu vực thể dục thể thao này thì là rất là rộng và có một khán đài có thể chứa được hơn 100 người ngồi để có thể coi, khán giả có thể coi xem những cái chương trình thể dục thể thao. Ở đây thì chúng tôi thường tổ chức các lễ thể dục thể thao lớn nhỏ khác nhau. Ngoài cái việc thể dục thể thao đó ra ấy, thì các bạn cũng có thể chơi
ở sân băng của Korsnäs và của Hallström và Molopia thì cũng có sân băng cho việc thể dục thể thao vào mùa đông. Ở Molopia thì chúng tôi có một hội trường rất là lớn để cho việc về khiêu vũ, và cái hội trường lớn đó thì các bạn cũng có thể tới đó để mở những bữa tiệc vui vẻ để sinh hoạt cùng với nhau. Và bên cạnh Molopia đó thì bên cạnh hội trường đó thì có một nhà hàng tên là Strandmölle, và ở đó thì nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn về cá rất là nổi tiếng của vùng địa phương đó. Và trong nhà hàng đó thì họ cũng thường có những cái buổi họp và những cái buổi bữa tiệc lớn, và họ cũng sinh hoạt giống như là họ mời những ca sĩ nổi tiếng về đó hát, thì các bạn cũng có thể tới đó để dự và tham gia. Nói chung là rất là vui bởi vì là nhà hàng đó nổi tiếng và có đồ ăn rất là ngon ạ. Và ở Molopia thì các bạn có thể đi thuyền đi ra ngoài biển một chút xíu, thì lúc đó các bạn sẽ tới cái khu vực Molopia Halo, tức là những cái hòn đảo lớn nhỏ nằm ở ngoài biển. Ở đây có một cái đặc biệt là thủy triều xuống rất là nhanh, cho nên các bạn có thể nhìn những cái mỏm đất nó nổi lên ở giữa biển rất là đẹp. Và cái khu vực hòn đảo lớn nhỏ ở Molopia này đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 2006. Ở đây thì cũng có một cái bãi biển rất là đẹp để các bạn có thể tắm bơi vào mùa hè, và có nhà sông hơi nữa ở ngoài đó. Chúng tôi còn có một làng nhỏ tên là Korsbäck. Korsbäck là một làng nhỏ nằm ở gần một khu rừng, và ở những người dân ở đây thì họ thường sinh hoạt trong một cái nhà văn hóa rất là vui vẻ. Và cái nhà văn hóa đó thì là một trường học cũ, họ đã tạo dựng lên thành nhà văn hóa đó. Djubak là một làng nằm ở giữa Korsnäs và Đắk Lắk. Ở đây thì họ cũng có một nhà văn hóa để họ sinh hoạt, những người dân ở xung quanh đây họ sinh hoạt cùng với nhau. Đắk Lắk là một cái làng nhỏ, và cái làng nhỏ này ấy thì nổi tiếng về những cái di sản nuôi bò từ thời cổ, và họ có những cái thùng gỗ rất là lâu đời rồi, họ vẫn còn lưu trữ lại và bảo quản nó để cho mình hiểu về cách nuôi bò ngày xưa là như thế nào. Và ở Đắk Lắk thì cũng có cơ sở dành sinh hoạt dành cho thanh thiếu niên, và ở Đắk Lắk còn nổi tiếng về việc diễn kịch vào mùa đông của thanh thiếu niên, và mọi người thường sinh hoạt ở đây. Và ở Đắk Lắk thì có một cái hồ nước rất là lớn tên là Hinjar, thuộc về vùng của Österbotten. Ở Hallström là một làng nhỏ thuộc về của Korsnäs thì nằm ở bên cạnh bờ biển. Ở đó thì có bến tàu, và bến tàu ở đó thì họ có những cái nhà chứa tàu mới và nhà chứa tàu cũ, có nghĩa là ngày trước người ta xây một cái nhà chứa tàu cũ, bây giờ họ xây thêm một cái nhà chứa tàu mới. Và ở đó họ cũng có một hội trường rất là lớn, và ở đó thường mọi người hay sinh hoạt và gặp gỡ nhau, và có những bữa tiệc và những buổi giao lưu rất là vui vẻ. Tại đó thì các bạn cũng có thể xem được bảo tàng về việc đánh bắt cá của thời xưa là như thế nào. Ngoài ra thì ở đó cũng có một cái cầu đá rất là đẹp. Và cái cầu đá này, qua cái cầu đá này khi chúng ta ngắm nghía và nhìn nó thì chúng ta thấy là chiều dài lịch sử của con đường bãi biển, con đường Strandvägen, nó đã có từ rất là lâu đời rồi. Ở trong Hallström này thì cũng có cơ sở khu chơi cho các thanh thiếu niên, và ở đó thì cũng có một khu công viên cho các em bé. Và trong bãi biển này thì cũng có phục vụ, có quán kiosk hoặc là những cái trò chơi vào mùa hè cho các em bé và người lớn. Và bãi biển thì có một bãi biển rất là đẹp này, rồi có nhà sông hơi, rồi có tất cả mọi thứ cho các lứa tuổi, cho nên rất chào mừng các bạn tới Hallström ạ. Ngoài ra thì ở Hallström còn có một cái đặc biệt nữa là có một nhà cầu nguyện dành cho những người
theo bên giáo hội về chính thống giáo Đông Phương. Ở đó thì những người bên tín đồ về giáo xứ này họ thường sinh hoạt và cầu nguyện ở trong ngôi nhà đó. Đó là một điểm rất là đặc biệt về bên những sự tín ngưỡng ở đây thật là thoải mái. Xin cảm ơn.